Rồi, xin chào tất cả đại gia đình Amway. Thì mình là Hanley, mình là một trong những nhà phân phối của Amway. Và ngày hôm nay mình sẽ ra mắt series hướng dẫn mọi người làm Amway. Đây là một giáo án của mình và nó có rất là nhiều bài giảng và sẽ giúp cho tất cả những người bạn mới khi tham gia Amway có thể hiểu rõ cũng như là làm một cách đúng và rút ngắn được thời gian để thành công với Amway. Thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, bài đầu tiên đó là bài định hướng phát triển tương lai, hay còn gọi đơn giản là với cụm từ Why, What, When, Who. Thì nội dung bài học đầu tiên của mình đó chính là Why, What, When, Who. Thì Why đó là tại sao. Thì khi mà các bạn muốn làm Amway á, thì trước tiên hãy hỏi chính bản thân mình tại sao mình phải làm Amway. Thường thì mọi người hay nói một câu đơn giản thôi là tại vì Amway kiếm được tiền, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì Amway có những cái sản phẩm có thể sử dụng tốt, hay là Amway vì có một cái môi trường thân thiện, hay là Amway có nhiều gái xinh chẳng hạn. Thì cái phần why á, thì bản thân chúng ta hay có một cái lý do thật sự là đủ lớn thì chúng ta mới có thể làm được nó. Và khi làm một thời gian lâu dài á, đặc biệt là làm Amway thì rất là dễ nản, cho nên là vì thế mà cái từ why này nó rất là quan trọng. Tại vì các bạn biết không ạ, khi mà mình thất bại hãy nhớ lý do mình bắt đầu. Thì cái why của bản thân của Haley á thì nó cũng đơn giản thôi, đó là một cái nguồn thu nhập thụ động, và bên cạnh đó là mình muốn có một cái sân khấu để biểu diễn nghệ thuật. Song song với đó nữa là nó là giúp cho mình được cải thiện mối quan hệ cũng như là phát triển tư duy. Thì đó là những cái lý do của mình để làm Amway, và cái lý do lớn nhất đó là mình muốn báo hiếu với gia đình ạ. Thì đó là lý do mà mình muốn làm Amway. Và có nhiều thăng trầm khi mà mình làm Amway á, nó dễ bị nản lắm. Cho nên là cái phần why á, mình hy vọng rằng khi mà các bạn tự trả lời cho bản thân mình á, hãy suy nghĩ thật kỹ khi làm Amway. Tại vì Amway nó không phải là một cái con đường đi nhanh, nó là một cái con đường nó đi rất là dài, đòi hỏi chúng ta phải kiên trì và bền bỉ với nó. Vì vậy, và cái phần why Amway nó đòi hỏi chúng ta là phải cố gắng nhiều lắm. Và cái từ why này thì các bạn hãy nhớ phải tự trả lời được cái lý do của mình. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta làm rất là nhiều công việc, nhưng mà chúng ta tại sao phải làm Amway? Thì đấy chính là cái lý do mà mình muốn chia sẻ cho mọi người, là cái phần why này rất quan trọng khi bước đầu làm Amway. Why càng lớn thì lúc đó động lực của chúng ta làm Amway càng nhiều. Rồi thì phần why xong. Vậy thì phần what? What thì đơn giản nghĩa là cái gì? Thì trong cái what này á, thì mình cứ hiểu đơn giản là làm Amway là làm gì. Đấy, thì nhiều người cứ tưởng tượng là Amway là bán hàng, Amway là đa cấp, Amway là lừa đảo hay gì đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ được từ what là làm Amway là làm cái gì. Cái vấn đề thuật ngữ đa cấp hay là thuật ngữ công ty á, chúng ta có thể tìm hiểu nó rất là đơn giản, không có gì khó, có thể tra được Google. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rõ làm Amway là làm cái gì. Thì trong Amway á, bất kể những người vào trước, vào sau, hay là những người thành công hay những người chưa thành công, thì họ chỉ làm đúng 4 công việc trong 4 từ, đó là 3S1M: bán hàng, bảo trợ, chăm sóc khách hàng và đi meeting. Đó thì gọi là bán 3S1M. Và từ xưa đến giờ chưa Amway chưa có nâng cấp lên là 4S hay là 2M gì cả. Nó chỉ quanh đi quẩn lại là 3S1M. Thì khi mà chúng ta hiểu được là làm Amway là làm cái gì, Amway là cái gì và chúng ta làm cái gì, thì như mình đã chia sẻ, 3S đó là bán hàng, bảo trợ, chăm sóc khách hàng và đi meeting. Thì các bạn hãy lưu ý thêm một phần, đó là phần bán hàng á. Trong cái bán hàng thì nó sẽ chia thành một cái nhánh nhỏ nữa, đó là bán hàng là mình bán những cái sản phẩm tiêu dùng. Hai là mình bán cơ hội kinh doanh cho những đối tác tìm hiểu Amway khi mình
mở thẻ Amway xong, mình giới thiệu những người khác, đó là mình bán cơ hội Amway này. Thứ ba là mình bán quan niệm. Các bạn hãy nhớ nha, cái quan niệm của mình có nghĩa là gì? Khi mà mình muốn làm Amway thành công hay là phát triển lâu dài thì cái quan niệm của mình nó cũng rất là quan trọng. Bạn đi và đồng hành cùng mình thì đó là chính là cái quan niệm của mình về cái triết lý mình làm Amway. Đó chính là một cái điều rất quan trọng khi mình làm Amway trong cái vấn đề lĩnh vực bán hàng. Tại sao gọi là bán quan niệm ạ? Cái bán quan niệm ở đây chính là một cái kem đánh răng. À, các bạn hãy tưởng tượng đi, một cái kem đánh răng thì nó rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà bán được một cái quan niệm, xài sản phẩm Amway, xài một cái kem đánh răng, họ mua một lần nhưng mà họ sẽ xài cả đời. Đó chính là một cái quan niệm về triết lý xài kem đánh răng, cũng như là hiểu thấu về từng sản phẩm và cái quan niệm sử dụng sản phẩm nó cũng rất là quan trọng. Và bên cạnh đó, cái quan niệm của mình có thể là những cái quan niệm về đội ngũ khi mà mình hoạt động làm Amway. Đó thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người, đó là cái phần quan niệm trong bán hàng cũng rất là lợi hại và cũng rất là quan trọng. Bởi vì khi mà mình bán được quan niệm tốt đó, thì họ sẽ đồng hành với mình đi cả đời. Đó chính là cái phần mà mình bán hàng. Bảo trợ cũng vậy. Khi mà mình bảo trợ, mình không có phải đơn giản là mình chỉ là mở cái thẻ Amway là xong, mà mình còn phải bảo trợ cho những cái người mà mình bảo trợ nữa. Thì đó là cái công việc bảo trợ của mình, nó sẽ thành công hơn và mình hướng dẫn họ bảo trợ nữa. Đó là một trong những cái công việc song song và luôn luôn phải làm trong Amway. Chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải chăm sóc những cái người mà mình bán hàng chứ không phải là những người kinh doanh nha các bạn. Thì những ở đây là cái khâu mà khâu giống như là mình đang làm sale nhưng mà mình chăm sóc theo kiểu VIP hơn, và mình sẽ quan tâm họ từng ly từng tí một. Đặc biệt là những cái sản phẩm Amway, mình có thể lấy một cái quyển sổ đi, mình sẽ ghi chép lại những cái đơn hàng mình bán và mình biết được cái sản phẩm mà mình sẽ bán cho khách hàng và hết hạn sử dụng là bao lâu. Mình nói đơn giản thôi, bản thân mình đã từng xài một cái kem đánh răng Amway và nó sẽ dao động khoảng tầm 10 tháng là nó hết cái kem đánh răng. Thì khi mà hết kem đánh răng Amway á, thì cái điều quan trọng nhất là gì? Mình phải nhắc họ sử dụng lại cái sản phẩm và cũng như là hỏi thăm về cái cách xài sản phẩm Amway, thì nó cũng khá là quan trọng. Tại vì sao? Vì là những cái sản phẩm của Amway nó khác với lại những cái sản phẩm bên ngoài thị trường. Bên cạnh đó là cái cách sử dụng của Amway nó cũng khác. Cho nên là mình phải chăm sóc khách hàng từ cái khâu đầu tiên, từ những cái sản phẩm nhỏ chi tiết nhất thì chúng ta mới có thể giúp cho khách hàng có thể ở lại với mình lâu dài. Thì đó chính là cái phần 3S. Còn phần 1M đó chính là meeting. Trong meeting này thì mình chia ra nó thành 3 vế. Vế đầu tiên là meeting hội thảo của công ty, meeting của hệ thống và meeting của đội nhóm riêng của mình. Thì trong cái phần meeting của mình á, nó cũng khá là quan trọng. Và các bạn phải để ý á, là trong cái meeting của công ty thì mình sẽ có những cái chương trình rally của công ty, đại hội thành công. Đó là cái chương trình mà không thể thiếu của công ty được. Thứ hai là những cái khóa học của công ty cũng rất là quan trọng. Công ty thì bây giờ đang có những cái cuộc thi này, cũng như là những cái buổi học của công ty rất là lớn, thì mình có thể tham gia và đi đến đó. Tiếp theo là những buổi meeting của hệ thống. Hệ thống là những khi mà mình tham gia Amway của một cái người tuyến trên bảo trợ á, thì họ sẽ có một cái gọi là hệ thống đứng đầu trong trong đó. Và cái hệ thống này thì rất là lớn. Nếu như mà mình bám sát vào những cái người apply hay là bám sát vào những cái đội nhóm của mình làm á, mình sẽ hiểu được cái hệ thống là cái gì. Thì cái hệ thống của mình nó cũng khá là lớn, tại vì không phải là mình chỉ làm Amway một người. Hệ thống nó là cả hàng nghìn người, hàng trăm nghìn người. Và trong cái hệ thống đó thì nó đã có rất nhiều người thành công và những cái kinh nghiệm khi làm Amway, mình tới đó để mình học hỏi. Song song với đó nữa là đội nhóm riêng của mình. Thì khi mà mình theo sát với lại tuyến trên của mình là những cái người mà mình bảo trợ, thì khi họ sinh hoạt họ cũng có những cách riêng của họ nữa để phù hợp với lại một cái nhóm, hay còn gọi đơn giản là một cái gia đình nhỏ vậy. Thì cái phần meeting nó cũng khá là quan trọng, bởi vì meeting nó chính là giữ lửa cho cái vấn đề mình làm Amway. Đó là why Amway đó các bạn.
Thì khi mà mình hiểu được what là làm em quay rồi, và mình phải tập trung vào yếu tố bán hàng, bán quan niệm và bán cơ hội. Mình không thể suốt đời mình chỉ đi bán sản phẩm em quay được. Nếu như vậy thì cũng có thể ok, chúng ta là một cái người bán hàng em quay thôi, chứ chúng ta không phải là một người kinh doanh em quay. Thứ hai, nếu như chúng ta chỉ bán cơ hội kinh doanh cho người khác thì chúng ta vẫn chỉ là một cái người cho đi một cái gì đó ở Amway, nhưng chúng ta không có giúp họ thành công được, mà chúng ta phải còn bán quan điểm khi họ làm Amway đồng hành với mình nữa. Thì trong Amway nhiều người dễ bị nhầm tưởng là họ suốt ngày đi bán hàng, bán những cái sản phẩm Amway giá rất là cao chẳng hạn, đi khó mua và xài rất là lâu để khi mà cải thiện được cuộc sống hàng ngày, thu nhập hàng tháng. Thì nhiều người đang hiểu sai về làm Amway thì dẫn đến họ sẽ bỏ Amway rất là nhiều. Thì mình chia sẻ cho mọi người ấy, làm Amway là trong cái lĩnh vực bán nó chia thành ba ba cái nhánh nhỏ: bán hàng, bán quan niệm và bán cơ hội kinh doanh. Ok, thì sau khi mình hiểu về quát này rõ hơn, các bạn hãy nhớ cố gắng ghi chép lại ha, để cho bài học của mình nó sẽ càng ngày càng chi tiết, và cũng như là mình sẽ có một cái slide cũng như là những cái giáo giáo án riêng của cá nhân các bạn để cho nó chuẩn hơn, để giúp cho các bạn phát triển. Rồi, thì cái phần when. When là khi nào? Vậy thì trong Amway á, là mình làm Amway khi nào? Nó hiểu đơn giản như vậy. Ở Amway, nếu mà nói về khi nào làm Amway và làm Amway khi nào, nó cũng khá là nhức nhối giai đoạn đầu. Tại vì chúng ta không biết là chúng ta làm Amway như thế nào và khi nào chúng ta làm ấy, thì chúng ta đang bị mất thời gian rất nhiều và chúng ta làm những cái gì nữa. Thì làm Amway thì nó sẽ có hai cái cấp bậc nhánh. Thứ nhất là mình làm full time Amway và làm part time Amway. Thì đa số những cái người làm Amway á, họ thường làm part time. Và những người full time á, thì họ làm cái gì nữa cũng rất là quan trọng các bạn ạ. Cho nên là khi mà mình hiểu when là khi nào làm Amway, nó phải là một cái câu hỏi để giúp cho mình có cái động lực hơn. Thì thường đối với những người đi làm 8 tiếng đồng hồ thì họ sẽ sử dụng cái thời gian còn lại của cái việc kết thúc họ làm bằng cách đó là gì? Ngồi gặp nhau và chia sẻ, hoặc là đến công ty học hỏi như là các thứ. Thì trong cái when Amway á, là mình phải nhớ được là một cái vấn đề là nó sẽ chia thành nhiều giai đoạn. Thì cái giai đoạn đầu tiên á, đó chính là giai đoạn chúng ta phải học Amway. Là khi nào chúng ta làm Amway á, là khi chúng ta ngồi đến công ty và chúng ta học từ công ty, từ online, từ hệ thống, từ đội nhóm, là giai đoạn đầu là khi nào chúng ta làm Amway. Khi thứ hai chúng ta làm đó là gì? Thực hành Amway là bằng những cái buổi gặp gỡ những người lạ và mình bán hàng, tập thực hành. Đó là chúng ta bắt đầu làm. Và trong cái when của chúng ta full time á, thì chúng ta cũng phải có một cái sổ kế hoạch để chúng ta làm nó tốt. Không phải là chúng ta một ngày làm 1 tiếng xong còn lại 23 tiếng thì chúng ta chơi và ngủ. Thì chúng ta cũng phải có được cái sự sự gọi là sự cố gắng cũng như là lên cái lịch làm việc. Tại vì Amway nó rất là tự do, và chính cái tự do nó giết chết chúng ta. Tại vì chúng ta tự do, chúng ta thích thì chúng ta làm, không thích thì không làm. Thì nó sẽ làm cho cái cảm giác là chúng ta đang bị tự do quá. Và chính cái tự do làm cho chúng ta dễ bị lười và nản. Và chúng ta làm Amway cũng phải nhớ là khi mà part time ấy, thì cũng phải có được cái sự sắp xếp để có cái thời gian sinh hoạt, gặp gỡ mọi người cũng như chia sẻ. Thì cái thời gian, thời điểm mà làm Amway tốt nhất á, là khi mà chúng ta ngồi gặp những người lạ và có những cái câu chuyện để nói, giống như là bàn bạc thêm, kinh doanh thêm. Chứ chúng ta đừng có nên ép buộc người khác làm cái vấn đề này của mình. Và giai đoạn đầu cũng chỉ đơn giản là chúng ta hãy cho họ biết được cơ hội Amway là một cơ hội tốt để kinh doanh, và bên cạnh đó là những sản phẩm sử dụng. Đó là khi mà chúng ta làm Amway ha. Và mọi người cũng phải nhớ được là mọi người phải có một cái số đạo cụ, dụng cụ chuẩn bị để khi nào mình làm Amway. Đấy. Thì Amway nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta có cái lịch học của Amway, rồi chúng lịch học hệ thống, lịch nhóm, lịch sinh hoạt. Rồi sau đó mình có những cái buổi lịch gặp
cà phê với những người bạn của mình, những người lạ, đấy là cái điều mà khi nào mình làm em quay. Vậy thì phần cuối của cái bài giảng ngày hôm nay đó là who, ai. Trong cái who ai này là who em quay này là làm em quay với ai và làm quay em quay người như thế nào. Thì ở đây nó chia thành hai vế các bạn nha. Hai vế đó là gì? Vế một, chúng ta làm em quay cùng đội nhóm. Hai là chúng ta làm em quay độc lập. Thì nếu mà chúng ta làm em quay đội nhóm á, thì chúng ta làm với tuyến trên hay là những cái người nào phù hợp với mình, có thể là xa lai cũng được. Xa lai là những cái người không có cùng hệ thống nhưng mà không có cùng tuyến trên của mình nhưng mà cùng nhánh, nhưng mà trong một cái hệ thống đó khác nhánh đấy, thì là những cái người có thể giúp cho mình hoặc là phù hợp với lại mình, thì mình có thể phát triển đội nhóm hợp tác và tuân thủ theo quy định của em quay các bạn ha. Và bên cạnh đó mình có thể làm việc độc lập. Thì cái trường hợp làm việc độc lập á, bản thân chúng ta là phải đã quá hiểu về em quay, cũng như bên cạnh đó mình hiểu về cái ngành đa cấp thì chúng ta mới có cái triết lý và làm với cái phong cách style riêng của mình, nhưng mà theo cái cách độc lập. Thường thì cái cách độc lập này thì đòi hỏi cái leader hay là chính bản thân của chúng ta rất là phải giỏi, am hiểu về chuyên môn của Amway, am hiểu về chiến lược Amway, am hiểu về tất cả mọi cái sản phẩm của Amway để tư vấn cho tất cả những người mới theo triết lý của mình và đi theo con đường của mình, thì mình mới chọn là làm được độc lập. Và thường á thì giai đoạn làm việc độc lập trong Amway có khi mà mình đạt được một cái danh hiệu nhất định và cái thu nhập của mình trong Amway nó cao, thường là dao động vào tầm 30 triệu trở lên, thì lúc đó chúng ta mới nên quyết định làm Amway một cách độc lập thì sẽ tốt hơn. Tại vì cái giai đoạn đầu á, khi mình làm Amway á, mình không có một cái môi trường để mình học tập và có những bạn bè mình kết nối, thì mình rất là khó để giữ được người ở lại với mình. Tại vì một ngày mà mình chỉ gặp đi gặp lại có một người giỏi thôi thì đôi khi mình học hết rồi mình nản quá mình bỏ. Thì đôi khi cái sự phát triển nó giống như con chim á, nó đủ lông đủ cánh nó sẽ bay. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta nên giai đoạn đầu chúng ta nên có một cái hệ thống và đội nhóm. Sau đó mình khi đội nhóm này càng lớn mạnh thì lúc đó mình mới tách riêng ra để mình phát triển ra cái đội nhóm của mình. Thì đó là cái giai đoạn tốt nhất. Và thường thì đó là cái cấp bậc lên Platinum. Tức là duy trì 21% trong vòng 6 tháng mình sẽ lên được cái danh hiệu đó. Thì lúc đó các bạn nên làm em quay và phát triển độc lập thì nó sẽ tốt hơn, và mình có thể làm theo cái phong cách của mình và sáng tạo. Thì đó chính là những cái triết lý của mình và bài học đầu tiên của mình, thì các bạn cũng đã biết ha, theo đuổi đam mê thành công theo đuổi bạn. Làm em quay thì cái đầu tiên á, các bạn khi mà mình làm á, mình đừng có nghĩ đến tiền nữa, mình hay nghĩ mình yêu thích cái đam mê là em quay, thì cái tự nhiên cái đồng tiền nó sẽ theo đuổi. Thì cái bài giảng của mình thì mình tặng cho các bạn cái câu nói này, và cái câu nói này thì nó luôn luôn nhắc nhở mọi người để cố gắng theo đuổi cái yêu thích của mình. Mọi người khi mà giai đoạn đầu nó sẽ rất là cực và khó, tại vì mình cứ nghĩ đến tiền, và khi mà đến khi mà không có tiền em quay mình sẽ bỏ em quay. Thì cái giai đoạn đầu á mình hãy yêu thích nó trước, từ từ tìm hiểu, tại vì làm em quay không phải là ngày một ngày hai, nó là một cái quãng đường dài. Đó, đó chính là những gì mà mình chia sẻ cho bài giảng đầu tiên. Và mọi người hãy nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ những bài giảng tiếp theo. Tại vì đây là một chuỗi series sẽ giúp cho bạn gia tăng được kiến thức cũng như là củng cố được cái giáo án chuẩn để các bạn làm em quay đỡ mất thời gian. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.